Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành đoàn thể và các cơ quan thành viên, Ban chỉ đạo 138 của tỉnh và các huyện thành triển khai thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, theo chủ đề Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy. Theo đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng tác hại của tệ nạn ma túy, chủ trương chính sách của nhà nước về cai nghiện ma túy, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cộng đồng và nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp cùng tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy. Các sở ngành của tỉnh phối hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy và các hoạt động văn hóa, thể thao, sáng tác tác phẩm về phòng chống ma túy bằng các hình thức sinh động, thiết thực và hiệu quả. Chú trọng truyền thông qua mạng xã hội đối với từng nhóm đối tượng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi được đặc xá, tha tù, người từ cơ sở cai nghiện trở về địa phương được học nghề, có việc làm, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện ma túy, tái phạm tội. Đối với công an tỉnh, ngoài việc hướng dẫn cung cấp và định hướng thông tin cho các cơ quan truyền thông, tiếp tục trấn áp tội phạm ma túy và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội để quảng bá, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng trái phép các chất ma túy, khởi tố, điều tra, truy tố và lựa chọn án điểm tổ chức xét xử lưu động để răn đe, tuyên truyền, giáo dục người dân tham gia phòng ngừa, tránh xa tác hại của ma túy, lập hồ sơ đề nghị đi cai nghiện bắt buộc.